Xin chào mọi người. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với tựa game God of War phiên bản 2018. Hay có thể gọi là God of War 4 đấy. Và mình đang chơi phiên bản này là phiên bản được việt hóa nhé, chơi trên PS4. Tập này chúng ta sẽ tiếp tục với các Valkyrie thôi. Công nhận đánh mấy cái boss sướng tài đi. Tập này chúng ta sẽ đánh bao nhiêu con? Tập trước đánh được hai con, gặp cái cuối cùng là không phải Valkyrie mới đâu. Mục tiêu tiếp theo và tổng cộng là 8 con Valkyrie nhé, 7 con thường và một con đội trưởng. Mặt đất Odin này đi chưa ta? Lại thử coi, nhớ như mang máng như đi rồi phải. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to Ấy thấy chưa? Helps him style himself as all seer. Nhờ có tiên tri cho nên cái gì cũng biết hết. Chỉ có biết điều là không biết. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. Những lời tiên tri của Odin. Odin thu thập các lời tiên tri, cố kiểm soát số phận bằng cách khám phá tương lai. Có lẽ hắn cho rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ là một hiểm họa, hoặc ít ra hắn biết chúng tôi đang tìm đường đến Jotunheim. Giờ biết tại sao Odin biết được rồi. Chuyên gia lúc nào cũng lo tiên tri để nhằm ngăn cản những mối hiểm họa. Rồi chỗ này đi rồi, có cái rương này là chỗ này đi rồi nhá. Tưởng đâu mình đi rồi thì mấy cái mặt đất Odin này nó sẽ biến mất chứ. Hay giờ nó vẫn còn, hoặc là nó mờ đi. Game thiết kế hơi lạ. Nếu mọi người chưa xem tập trước thì mình có thông báo là game này ngày như là ngày 14 hay 15 tháng tháng Giêng á, tháng 1 á, năm sau nó sẽ ra mắt trên PC. Và ngoài cái việc nâng cấp đồ họa, nâng cấp độ phân giải lên thì chúng ta có thể mua những cái món đồ trong này. Dĩ nhiên là mấy cái skin thôi, giống như cái skin màu sắc trong cái khiên là quần áo, một số món quần áo đó. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không không quá mạnh, chủ yếu là giai đoạn ban đầu thôi chứ. Chứ game này mà nó bán mấy món quần áo cực mạnh là coi như bị chửi xuống mặt luôn. Chắc nên đi rồi luôn. Chắc sắp tới sẽ còn nhiều game độc quyền trên PlayStation xuất hiện trên PC nữa. Mà ta dự đoán là The Last of Us phần 1, phần 2 cũng có thể ra mắt trên PC luôn á. What else did the serpent tell you when you spoke? Kinda sounded important. I'm sure it's nothing. He just said the boy seemed familiar to him. Me? That's impossible. No, I quite agree. Unless, perhaps, he refers to something yet to be. It is said that when Jormungandr and Thor battle at Ragnarok, their clash so violently shakes the Tree of Life that it splinters, casting the serpent backward through time, even before his own birth. What? That is madness. Well, I did say not to concern yourself. Lịch sử mảng xà trần gian, Jormungandr đã giao chiến với Thor ở Ragnarok và bị đẩy lui về hiện tại. Là như thế, hoặc Mimir điên rồi. Nếu bạn nào chưa biết thì thằng nhóc Atreus sau này sẽ trở thành vị thần lừa lọc Loki, và con mãng xà trần gian Jormungandr là một trong ba đứa con của Loki.
Trên cái việc mà mạng xà Trần gian xuất hiện ở thời điểm này, có nghĩa là mạng xà Trần gian đã xuyên không về quá khứ, do trong lúc đánh nhau với Thor ở trận chiến Ragnarok á, ông Mimir mới vừa nói luôn đi. Cho nên khi nhìn thấy thằng nhóc Aegis, thấy thằng này quen quen, thực chất là cha của nó còn trẻ đấy, thấy không? Bảo thằng này quen quen, Aegis này chính là cha của mạng xà Trần gian. Không ngờ, chắc nó không ngờ sau này nó có một đứa con khổng lồ như thế. Đây đi chưa? Hình như là chưa. Như chưa, chưa, chưa. Mà quãng đường khá xa nha. Tiếc là đây có cái cổng, cổng dẫn tới đó tinh hèm như mũi gì. Cái thằng quỷ Boulder luôn. Phá. Nó chính xác là Rathod phá vô cái thằng quỷ Boulder nó tấn công. Trong lúc phản kháng vô tình phá luôn nó không. Mình nhớ đây có cái lối đi xuống dưới này. Nó nằm ở đâu? Nhớ rõ rõ đây có mà ta. Nằm đâu đây thôi. Bên nào? Bên trái hay bên phải? Nó chắc chắn có luôn, tại lần trước mình leo từ dưới lên đây mà. Hướng nào? Không phải đây à? Ờ, cái chỗ màu đỏ đó là cái chỗ chúng ta xuất hiện lần đầu tiên đi. Khu rừng biển. Không phải vụ rỉ nó ếm đâu mà do mẹ của Aegis ếm để cho tụi quái vật nó không phát hiện. Đâu ta? À đây 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 đây, mới thấy mới thấy. Mới thấy cái chấm chấm đâu. Kìa kìa đây nè, thấy có con đường nè. Dạ, đi lùi lùi từ từ về đây nè. Đây rồi, đúng không? Hỏi. Biết con này mạnh không? Chắc có lẽ sau tập này mình sẽ đi chinh phục hỏa giới, thế giới của lửa. Tới đó chúng ta sẽ kiếm được một bộ giáp hoàng kim, một bộ giáp vàng đích thực. Thì khi đó mình có thể thỏa sức mà săn mấy con Valkyrie còn lại. Tại vì mấy con dễ dễ á, mình nghĩ là chắc mình đánh hết rồi. Không biết mấy con này con sắp tới như thế nào, chứ mấy con về sau nó mạnh lắm. Không có bộ giáp hoàng kim sợ sẽ chết khá nhiều lần, đánh sẽ đánh được. Nhưng mà quan trọng là trong quá trình đó chúng ta sẽ chết bao nhiêu lần. Quá trình này đi ngược hơi xa. Wow, 104, 1.040 mấy mét. Xa dữ vậy. Chỗ này đi rồi mà không biết. Không biết có nhầm đường hay không. Nhưng mình nhớ, mình nhớ mang máng là chúng ta đang đi đúng. Đi tiếp một đoạn nữa coi sao. Theo như đánh dấu kìa, chúng ta đi đúng đó. Nó mới con đường nó mới từ từ nó rút ngắn lại. Giờ còn có 1.032 mét rồi. Thì cái thang máy này chính xác. Chỗ này mấy đồ, mấy rương rồi chúng ta lấy hết rồi. Hiện bây giờ mình level 6. Cũng khá ổn. Level 5 thì nó hơi yếu tí, nhưng mà level 6 là khá ổn. Đang phân vân là không có biết có nên đi hỏa giới hay là nên đi tiếp cốt truyện chính để kiếm mớ tiền nâng cấp đồ. Mà thôi đi hỏa giới đi. Chúng ta bây giờ mở khóa được hỏa giới.
Tới đó vừa kiếm tiền, vừa kiếm nguyên liệu để chế bộ giáp được. Thử chế thử bộ giáp hoàng kim đầu tiên coi nó như thế nào. Nghe người ta đồn là đẹp lắm. Nghe đồn vậy không biết phải vậy không. Làm sao sẽ biết. À, đi đúng hướng rồi. Giờ khoảng cách còn 400 mét đang giảm dần. Sao lúc này ông Mimia không kể chuyện đi? Tiếp chứ sao, mấy cái mặt thất Odin đều nó kết cấu giống nhau, giống y hệt. Chúng ta sẽ chơi những cái phần chơi trước, những cái phần trước God of War 1, 2, 3. Theo mình biết thì có một số đã có việt hóa rồi. God of War 3 có việt hóa rồi nhưng mà chỉ chơi được trên PS3 rồi. Mình có God of War 3 nhưng mà trên PS4 không có việt hóa được. Đâu? Ứng đi sắc sảo tối tăm. Wow, một lần nó cho tới 3.700 bạc rồi, có biến rồi. Nó cho một lần nhiều bạc vậy là hiểu rồi đó. Chứ nó cho mấy trăm mà không biết. Chứ nó cho một lần mấy ngàn vậy là hiểu nha. Bốn ngàn mốt. Vậy là ở đây không rồi, nãy giờ gần 10 cái bạc rồi. Oh yeah. We're gonna save her, right? If by save her you mean brutally rip her wings off, then my vote is aye. Enough. Both of you. I will decide the best course of action. Đúng. Ta là người quyết định. Hai mươi tám trên 51. Wow, chỗ này thấy âm mưu ghê thế. Con này là được, chắc chắn là mạnh luôn. Prepare yourself. Yeah. Con máu nó vàng là chứng tỏ ít nhất là nó phải hơn ta một hoặc hai level thôi. Còn đẹp lắm phải là level 7. Để ra mấy con màu vàng, thấm máu màu vàng là hơn và chúng ta còn bằng á là màu xanh tơ tá. Còn màu tím nó khỏi nói luôn. Màu tím là hơn mình ít nhất là 3 level. Ấy chà, bình tĩnh. Không thấy. Ủa cái chiêu này rõ không?
làm chậm thời gian có chút xíu. Mình sợ nhất là mấy con nó đánh xét như thế này, đánh chón á. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ồ, dính chiều đó cái là chón liền, mất tầm nhìn liền. Con này không đỡ được, không né được. Phải đỡ thôi chứ né dính. Ủa lão mày, lão mày, lão mày, bay. Chưa đầy máu luôn. Né ra. Wow. Chết. Né ra, né ra. Máu, 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 máu. Trời ơi, vậy mà vẫn dính. Rõ ràng mình đã né được nhưng mà nằm trong cái tầng, cái tầm rảnh của nó dính luôn. Đáo mày. Chạy, bay đi đâu. Wow 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 wow. Hay lắm con trai. Mình tỉnh, mình tỉnh. Trời nó bắn xa chứ gì. No. Oh không. Oh xong rồi. Trời xong luôn. Con này nó tầm đánh nó xa thì né được rồi mà trong cái dòng nó là đánh chính chiêu của nó. Hèn chi. Trời. Nhau bạc nhiều quá. Thôi đổi đi, không chơi cái bùa nữa đâu. Cái bùa này thì ngưng động thời gian chút xíu. Dùng cái vân tay vô cực. Bây giờ đây. Con này chúng ta vẫn có thể hạ được. Găng tay vô cực. Để ra. Bảo. Ồ, không bị chóng luôn. Nghe mấy con kia nó dính cái đòn đó là nó bị chóng. Mày nãy giờ. Con này mạnh thiệt. Bay này. Nhanh quá. Chụp đỡ đi chứ. Bắn nó đi con. Giỏi. Hay lắm, ngay đúng lúc. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Báo cái này. Nổ lên luôn. Chạy, chạy. Wow, wow, wow. Nói nào. Vậy vẫn dính đòn. Mày. Thôi xong rồi. No. Thấy cái nổ rồi. Mày chết gì vậy anh? Hay lắm. Khổ. Nó đánh cái gì? Mình đứng nó một khoảng cách xa gì mà vẫn dính đòn.
vào không chứ. Né ra, né ra, né ra, né ra, né ra. Máu, máu, máu. Ôi, có chút xíu máu gì. Nó còn hai nấc máu thôi. Mày mày. Coi chừng, coi chừng. Trời ơi, vậy mà vẫn dính đồ. Né được rồi mà cái tầm đánh nó ghê quá. Rớt máu kìa, né ra, né ra. Thiệt tình. Không tin không hại được mày. Con này phải đổi cách đánh thôi, không không được ham đánh nó, phải chịu khó đỡ nhiều hơn. Đăng ta vô rồi, bí đợt nó nguy hiểm quá. Kéo mày hai nắp rưỡi. Wow. Mình phải đổi qua con, đổi qua con quạ thôi. Quạ nó tăng chón, tăng khả năng làm chón, còn sói nó không chón. Sói nó tăng đam, chứ nó không mới làm chón. Né ra. Mình ở đây. Tao biết cách của mày rồi. Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Máu, máu, máu. Né ra, né ra, né ra. Đỡ. Đỡ. Không tin lần này không hại được mày. Đỡ ha. Ồ ồ. Mày đi. Chết rồi. Con này quýnh nó không chóng. Cảnh bình tĩnh. Ồ ồ hộp ăn răng tay vô cực nó né hay quá. Về xí hộp, xí hộp lợi đây cưng. Mày đâu chạy đi đâu trầm nó bị chết. Chắc với anh công nhận con quả nó gây đam ít nhưng mà nó quay chón hay thì đánh boss phải dùng con quả thôi. Mình chạy đi đâu không thấy gì luôn. Máu 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 né né né. Lợi đây đúng lắm. Nó còn có chút xíu máu. Đúng rồi, bắn cũng trốn đi. Né ra. Né ra. Chết mồ, mình trốn luôn rồi. Mình hấp hối rồi. Chưa đủ năng lượng để chơi chiêu mới đâu. Né ra, né ra. Chết mềm. Chút xíu. Ồ, nó chết chắc, mình còn đá. Mà có đá hồi sinh. Xong phim mày với tao nữa. Láo. Ồ, không tin không biết được mày. Rồi, xong. Còn sao mất tới 3 mạng mới giết được mày.
Đúng là mấy con mạnh hơn mình khó thiệt. This one is louder than the last. The lady, please tell us. Why were you in this physical form? Why fight us? I do not know. The soul of a Valkyrie cannot remain pure in a physical body. We belong in the spirit world, which is where I now go. Goodbye. Bình thường là các Valkyrie sẽ ở dạng linh hồn mà không biết tại sao lại bị nhốt vô trong cơ thể vật lý. Hy vọng sẽ có một cái tài liệu này đó nữa. 15.000 điểm kinh nghiệm. Hy vọng sẽ có tài liệu nào đó nó giải thích cho chúng ta. Có kẻ biến họ thành thế này. Thế nào và tại sao? I wouldn't want to speculate. You know something. I'm Mimia, the smartest man alive. I know many things. Ed. Sigrun, the queen of the Valkyries. She would have that power. The last time I saw her, she was corporeal herself. She came to visit me long after I'd been imprisoned by Odin. Why? Well, we had history, I guess you could say. Like, romantic history? Ah, oh, man, you're making me blush, I think. Can I still blush? First we hunt these creatures, and now we chase your former lover. We do not need this distraction. It's more than a distraction. Father, these are Valkyries. They're the ones who keep the dead from overrunning Midgard. Then they are terrible at their job. It's not their fault, brother. Someone changed them, kept them from their duty. The Queen? I can't say for sure, lad. We should ask more of them, if of course you don't mind the distraction. Hỏi. Hỏi Valkyrie hùng mạnh này. Level 6 luôn, có cơ hội kích hoạt trợ năng Valkyrie đột kích cho mọi nhát bổ đao thành công. Gây một vụ nổ lớn. Ôi, gây nổ quá trời luôn, level 6. Ấy liền. Ngon chưa? Phải, giờ chúng ta đã biết được tại sao các Valkyrie lại ở dạng vật lý chứ không phải ở dạng linh hồn. Mà cái game này gọi là Nữ Hoàng Valkyrie, mình thấy là nó cũng chưa chuẩn lắm. Biết tại sao? Tại vì đúng ra người mà phải được gọi là Nữ Hoàng Valkyrie chính là cái bà Freyja, mẹ của ông Baldur mới đúng. Để qua đoạn này thì mình nói thêm. They are the Aesir's oldest enemies after all, and it's their army that's supposed to do him in the end. But more than that, he covets their gifts of prophecy. He wants to know what they know and see what they see. So much suffering could have been avoided if his insatiable curiosity was not so much stronger than his wisdom. What do you mean? Ah, remind me to tell you why they call him the Lord of the Hanged. Thánh treo. Odin và các Jotun. Odin rất quan tâm đến Jotunheim. Hắn sợ các Gen ở Ragnarok và muốn có được những lời tiên tri về tương lai của họ. Gen giỏi tiên đoán nhất. Ồ, những người khổng lồ giỏi tiên đoán à? Hỏi Mimi sao về lý do gọi Odin là thánh treo. Thánh treo luôn à? Mình tưởng đâu trong từ game Assassin's Creed Valhalla thì Odin có ba chị em gì á, chuyên về tiên tri mà, ba chị em tiên tri. Rồi mưa nữa rồi. Hồi nãy mưa lớn quá, mình tạm ngừng quay chút xíu, sợ nó tiếng mưa nó ào vô. Mưa nữa. Nói đúng ra là Nữ Hoàng Valkyrie phải là cái danh hiệu của bà Freyja, mẹ của ông Baldur mới đúng. Tại vì mình có tìm hiểu thì bả mới đích thực là Nữ Hoàng Valkyrie. Còn cái bà mà trong game đang gọi là Nữ Hoàng thực chất chỉ là đội trưởng thôi. Không cho anh kể chuyện. Hỗn lão. Bao nhiêu đứa nữa? Ma sói. Hai con luôn, hồi level 7 luôn. Dữ chưa. Ồ, thêm một con này nữa.
Sao chỗ này nhiều quá thế? Kết thúc đó. Không cho nổi, không cho nổi, không cho nổi, lão. À, ngoan cố. Sao nhiều quá vậy? Nọ con quỷ kia mình thấy khó đó khó, thêm 2,6 thêm một thằng. Wow. Anh bật nộ lên là tưởng chừng nhanh. Không cần đâu. Cha bật nộ không sao. Bật nộ mà chơi cái chiêu này là nó sẽ tăng mộ lên đấy. Yêu quá đơn giản. Bình thường thôi, ấn tượng gì. Lúc đầu gặp nó còn ngán, giờ biết cách. Bây giờ hiểu bóc gói gì, đá vụn. Phim ở sai. Ấn ký phòng thủ, tăng sát thương băng thêm 20%. Hả chưa? Hồi nãy mình muốn lụm, mình sợ để mấy cái này lâu quá nó mất á. Mấy vật phẩm để lâu quá không lượm nó biến mất nha. Nhưng phải để còn hoài đâu. Rồi. Biết rồi, để... Để cha tập trung xíu coi. Nếu mà mọi người chịu tìm hiểu á thì bà Freya trước bà cũng quyền, bà có nhiều quyền năng, nói chung là quyền năng của bà cũng dữ lắm á, mà bà vô tình bà bị Odin hại, bị phong ấn hết quyền năng luôn. Thực chất bà cũng có một cái đôi cánh, bà có thể biến ra đôi cánh, hoặc là bà đã sở hữu cái đôi cánh luôn, sau đó bị Odin phế. Hamua. It was to be his masterwork. He only wanted to protect his people. Too bad the first part got burned. I'd prefer the last panel was burned. Such a senseless pity. Rừng cả thần thoại, điện thờ tìm thấy 8/11. Hamua chính là cái xác người khổng lồ bên ngoài á, bị Thor giết chết. Hamua, thợ xây đá vĩ đại nhất, cũng là một trong những gia nhân bự nhất. Ông cãi nhau với con trai Hiên Thua, đánh ảnh, rồi lạc lối khi đi tìm ảnh. Thor đục đầu Hamua và nghiền nát cả một thành phố.
Tamur đang xây một bức tường bao quanh Rottenham để bảo vệ các Zen khỏi lũ Aesir. Chẳng biết nó có được hoàn thành không. Dĩ nhiên là không. Cái đục mà chúng ta đang dùng để phá những cái mật thất của Odin á là lấy từ cái đục hổ thò mà đục vô động này đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đó, Tamur là cái xác ông khổng lồ bên ngoài đấy. Phần Ragnarok tiếp theo chúng ta sẽ còn chạm trán nhiều với lại cái bà Freya đó. Sẽ còn biết thêm bà có những quyền năng như thế nào. Trong trailer là thấy God of War Ragnarok, trong trailer thấy là bà có thể biến hình thành các con vật khác. Chẳng qua bà tin tưởng cho nên vô tình bị Odin hại, phong ấn bớt quyền năng của bà. Bà cũng lợi hại lắm ấy, không có thừa đùa đâu. Mình nghĩ sau khi bà bị Odin phong ấn bớt sức mạnh rồi thì cái chức nữ hoàng Valkyrie mới giao lại cho cái bà đội trưởng tạm thời. Mà không hiểu tại sao bà lại biến các Valkyrie từ cái thể dạng linh hồn thành các vật lý. Mình nghĩ là có thể liên quan tới Odin. Tại sao chắc sợ các Valkyrie sẽ theo bà Freya gì? Có thể lắm. Tuy chỉ là thiết âm mưu của mình thôi nhưng mà cũng có thể lắm. Ai chứ ông Odin dám lắm á. Thấy cái chui rìu không? Thấy chui rìu không? Tỏ khí ra. Đồ xịn, đồ hoàng kim khác chứ. Bao nhiêu bạc đây? 1.500. Không biết lần này chúng ta sẽ chết bao nhiêu lần. Ký hiệu lẫm chởm kiên trì. Việc đánh Valkyrie chết là chuyện bình thường, tại vì chúng ta đang đánh dược cấp. Nhìn cái ống máu nó biết ngay. Chỉ có mấy con nào mà ống máu màu xanh lá cây là mới bằng cấp chúng ta, bằng cấp một yếu hơn. Còn nó màu vàng, màu xanh dương hoặc là màu tím là chắc chắn là hơn. Ủa, tưởng đâu có một cái hòm tiền thôi chứ. Ui, con này cộng lại chưa tới 3k, chắc là khó, dễ. Are we doing this? On my action. À, mọi người coi mình nhận đúng không nha. Đâu, quả đâu. Nghe tiếng nó, kia rồi. Nấp kỹ ha. Nấp kỹ ha. Giết được 29 trên 51 con. Có chưa? Ui, con này ta lùng như vậy. Năng lực nó là gì? Ồ, con này màu vàng. Màu vàng chắc khoảng level 7. 7 hoặc 8. Lão. Thôi xong. Mình đánh nó mà nó đánh mình, hai bên đánh nhau, hai bên đều mất máu hết luôn, quên chi. Trừ khi bật nổ mình mới không bị mất máu thôi. Ôi trời, ôi trời. Chạy. Né ra. Đang máu. Ơi. Chịu khó né. Mày gì hả mày? Ôi ơi. Còn 3 nứt máu thôi. Khó đâu. Mới chân. Bình tĩnh. Mày gì hả mày? Chết. Né. Trộn. Rõ ràng đã né được. Xong luôn. Đậu xanh quên mua cái đá hồi sinh. Sơ sức cái chết liền. Rõ ràng cái chiêu đâm đó mình né được rồi. Mày.
gấp gáp quá lại quên mua đá hồi sinh nữa rồi. Lại thử luôn rồi. Thử không có đá hồi sinh mình có đánh được nó không? Mày. Thấy cái chiều chọt này rõ ghen không? Né không kịp. Mày bay cho mày. Wow 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 wow. Đấm. Ê. Úi dồi. Cái chiêu này nó kéo máu hay lắm nhưng mà nó dễ bị đấy. Cái chiêu khóa này đỡ không kịp bấm nút đỡ luôn ấy. Không khóa mục tiêu không đỡ được mới đau. Giờ mới không đỡ. Bình tĩnh. Mày không dính được. Đổ. Mày. Mày còn này phải canh đỡ đúng lúc để phản đòn. Thấy chưa? Thấy. Quay rồi hay lắm, thằng con nó mới quăng máu chết. Canh không đúng lúc nếu mình quýnh nó, nó quýnh mình cũng mất máu. Hay, cầm bát vậy mới sướng chứ. Nhưng mà gặp mấy con yếu quá cũng chán. Tập trung. Tập trung. Mày. Bỏ đi cầm máu. Để dành nộ lên những lúc cần thiết mất máu nhiều quá. Mày. Gà chạy. Chạy. Cái chiều cuối. Mày. Chạy đâu. Nhanh đi. Đứng trong cái tầm bánh của con nhà con quạ chói quá không thấy gì hết. Chạy cho mày. Né ra. Huyết thập thì sao không cần. Hỏi gì hỏi kỳ đó. Mày. Đỡ. Hồ nè kìa. Phải chạy. Không, cái lần này nó không chơi chiêu trò. Đúng này. Chạy đâu cho thoát. Chiều khác không? Không chơi chiều trọt mà lại chơi chiều khác. Bình tĩnh. Nó không cần chết rồi. Nó cần chết rồi. Kéo máu. Ô.
chết mày nha. Mày chết mày nha. Thôi được rồi, nó sắp chết rồi. Mau mau mau. Nè nè nè. Trời, không kịp chơi đỡ. Mày mày. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. No. Rồi rồi rồi, xong rồi xong rồi. Ba mẹ. Thiên thần gãy cánh luôn đi. Thả đi. Combat quá sướng tài. You have freed me. Who did this to you? I remember only pain and my queen. À, mà nữ hoàng ấy. Locked me down here. But why? Ah, Sigrun. I must leave you. Ấy, nữ hoàng Valkyrie. I must find her. I must remember. Chúng ta phải giải thoát cho bảy Valkyrie, xong rồi đem bảy cái mũ này đặt lên chỗ hội đồng mấy cái ghế thì mới triệu hồi được bà nữ hoàng Valkyrie. Bà đã cực mạnh đấy. Sounds like your queen is responsible, head. Aye, when I saw her last, she was different, changed, and not just that she was in physical form, she was more volatile. She I tried to talk to her about it, but she had just come to say goodbye. I didn't think. I'm sorry, Mister. We'll find her. Not sure she wants to be found. I just don't understand why she would do this. It doesn't make a lick of sense. And if she is responsible? Then we'll have to stop her. The Valkyries must be freed, and we are the only ones capable. We? Well, who do you think's going to watch your back? Rồi, chúng chắc là tập sau chúng ta phải đi hỏa giới rồi. Ráng kiếm cho được một cái bộ giáp hoàng kim. Chứ tình hình vậy là cách biệt level dữ quá, đánh không lợi bà kia đâu, nữ hoàng và kia đâu. Đó, thân xác tham mua mọi người thấy không? Bự quá trời bự. Về có nâng cấp được gì không? So why do they call Odin the Lord of the Hang? Tại that refers to a modest example of Odin's thirst for knowledge. The time he spent 9 days a dead man, hung himself by the neck from Yggdrasil's branches, put his spear through his own side and bled down into the Well of Destiny. He roamed the realms of the dead and plundered the World Tree of its secrets until I think quite rightly it got fed up with him and sent him back to the land of the living. Did I not mention he was barking mad? Thánh treo. Odin dành 9 ngày để chết, treo trên Yggdrasil, cái thế giới, nhằm đạt được kiến thức về sự sống và cái chết và số phận. Hắn thực đi rất xa để đạt được thứ mình muốn. Ghê. Tự treo 9 ngày luôn mà không chết. Xuống tử giới quậy dưới nữa. Nghe giống mùi Tôn Ngộ Không. Bọn chó điên làm gì lại sủa quá trời dưới trời. Mỗi lần thấy người lạ đứng ở đầu hẻm là sủa như điên. Cái cửa đâu? Đừng nói game lỗi nha. Đại rồi. Ở đây nâng, còn có nâng cấp được nhiều. Trước khi chúng ta tới tận giới rồi, ở tập sau. Something else we can do for you? Nah, just glad you guys worked it out. Ah, well. Ơi, cái đoạn này nó hoài. I guess I was getting a bit full of myself. Told him what he needed to hear. How's it sound? Không nghe nữa. Just the same. Nâng cấp bài, nâng cấp chu rìu lên. 36.750 bạc. Tăng lên được chút xíu. Lại có hơn không? Đồ xịn là phải nâng cấp chứ. Chưa được tới level 7. Mùa đá hồi sinh 10k.
Rồi còn có 6.300. Was that all there is? Ok, tập này tới đây được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like, share và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.